Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt Anh Trai Say Hi. Bon cha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Khí. Sàn nghe giống tiếng Thái rồi. Ờ, ha. Rang Thái, giờ mới đi ra ta. Cứu anh Ali. Ok, được. Thì Lý Hiếp Son hả? Ok, hay á. Em chọn. Thiếu hí rồi. Thiếu hí. Ok, lại. Thì Lý Hiếp Son. Hai, ba. Yeah. Tiếp. Mình nhấc chân, là một. Dễ rồi. Nói chung là mấy cái thử thách này là quá dễ với team cô giáo đúng không? Em chỉ có 120 ký thôi. Team chưa chưa? Alo? Là team chưa? Này bây giờ là quay nào. Ủa gì vậy? What's up? Xin chào tất cả khán giả của Anh Trai Say Hi. Yếu nghề nha. Yếu chứ, quá chị yếu rồi. Yeah, và tụi mình là team khô ráo. Yeah. Và đặc biệt là những thành viên này là tới từ nhóm của bài hát tên là gì ạ? Love Sand. Game hát trong vô vọng, hai thành viên sẽ diễn tả từ khóa, hai thành viên còn lại sẽ đeo tai nghe và đoán từ khóa đó là gì. Dạ rồi, bây giờ mình tù xì luôn để mình chia lượt nha. Bây giờ là ai thua là người đó phải đoán. Yes sir. Ok. Ủa? Ai thua là người diễn tả, hai người còn lại. Ok, ai thua là người diễn tả đi. Ai thua là người diễn tả. Một hai ba. Là anh thắng. Ờ giờ anh thắng vậy thôi. Anh diễn tả. Anh diễn tả đi. Ok. Bây giờ hai người qua một bên đi. Rồi. Để nhìn cho nó dễ. Nhạc này là nghe được không? Nghĩa là ồn luôn. Sao? Nghe podcast chưa? Từ từ em hỏi. Chú lành hả? Ok. Không nghe gì thật. Ta si vô. Nói vô. Chưa. Rồi, ok. 1, 2, 3. Leo núi, bối quá cảnh. Trời quá trời. Làm màu, trang phục, làm màu. Làm màu hả? Tự nhiên làm màu là gì? Tự nhiên làm màu là lấy nè, đó quá trời màu nữa. Tự nhiên lấy chúng mình làm cái đó. Ok. Nè. Che hình, trồng hình. Xếp hình. Center. Hay quá. Gì trời. Cái này sao giải thích? Rồi xong. Rồi xong. Không quan tâm. Không quan tâm mày nói gì. Bây giờ đã chế đến hơn con đéo gì. Kết bài. Rồi xong. Thôi xong. Xong. Rồi xong. Rồi xong. Dạ. Dạ hay quá. Ê. Quý lộn. Đúng rồi. Không kinh bỉ. Không cần gáy. Thua. Không cần. Gánh. Không cần thắng. Không cần gáy. Không cần gáy. Thắng là phải cần em ơi. Mình phải thắng. Tương tàn. Ăn mì. Đổ tương ớt. Tương. Hát xong nhảy mệt, chảy mất hết. Rượu rã. Tương gì? Tương cái gì? Tương tàn. Yeah. Hay vậy. Hữu. Ủa, lên gối. Lên gối. Thêm 3 và 4. Ủa? Gì vậy? Hả? Trung dập. Hả? Gì vậy? Đo. Đo. Hả?
gì? Đo ván. Yes. Hạ đo ván. Ok. Dạ. Hay gì đó? Hú hú. Dạ. Yeah. Hú sát nè. Say. Say gì? Hú hú. Hú. Hú lỗ tai. No. Hai lỗ tu. Hú mà hồn lìa khỏi xác. Xuất hồn. Hú gì? Hú. Hú hồn, hú hồn. Dạ. Đó đó. Ở này tôi anh. Nhiều vậy. Anh. Dương. Ali. No. No. Flop. Michelle. Flop. 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 Yeah. Flop. Hoài. Flop hoài. Dạ. Sai. Không đúng. À không phải hoài. Miền Nam. Miền Nam. Hoài miền Nam. Flop hoài. Flop. Flop sao? Flop. Flop mà trong Nam nói. Flop máy. Flop. Flop hoài. Hoài. Flop. Flop hoài. Dạ dạ đúng rồi đúng rồi. Người miền Nam mới biết. Rồi từ cuối cùng à. Ok. Selfie. Selfie. Nhạc lớn lên. Tự sướng. Tự sướng. Không. Ủa? Selfie. Selfie. Có thấy chơi. Chụp hình với fan. Có thấy chơi đẹp bao giờ chưa nào? Livestream. Soi gương. Không. Có thấy trai đẹp bao giờ chưa nè? Có thấy camera trai... trước. Trai đẹp nè. Trai đẹp nè. Trai đẹp nè. Dạ đúng rồi. Hay quá. Đúng không? Dạ được. Đúng gần hết luôn á. Rồi trai đẹp nè mà dưới này. Trai đẹp nè là gì? Trai đẹp nè chỉ hiếu nè. Không hiểu sao trai đẹp nè luôn. Mọi người hãy chọn ra một chữ trong tên mình để ghép lại và tạo thành nhạc hiệu riêng biệt cho nhóm để chào khán giả nha. Anh chọn là gì? Thị đi. Thị hả? Đó. Anh chọn thị hả? Thị, ngắt ra hả? Thị nhưng mà... Chứ Thịnh mà ngắt ra chứ ngắt ra. Anh là gì? Vui đó mà. Anh Lị rồi. Hả? Anh Lị hả? Anh Lị. Thị Lị hả? Nghe là tí nữ thành dân ca đó cho tao rất... Thị Lị hiểu không? Vậy em lại. Thị. Thị. Sọn. 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 Sao nghe giống tiếng Thái quá vậy? Ra tiếng Thái. Giờ mình đi sao ta? Thị. Thị. Cứu anh Ali. Ok được không? Thì Lý Hiếu Son hả? Ok hay á. Em chọn. Thiếu thiếu hí rồi. Thì Lý Hiếu Son. Ok lại lại. Thì Lý Hiếu Son. Chắc mình dở nhất rồi đó. Ừ chắc cả mấy trăm rồi đó. Cả team hãy cùng bàn bạc để tạo dáng chụp ảnh theo mẫu cho trước. Trời ơi. Này nữ mà. Ôi là trời. Rồi nó lên giữa phải không? Không, anh nghĩ là Hiếu vô đi. Tại vì bưng anh là chuyện bình thường, bưng em mới chuyện lạ. 1, 2, 3. Dạ. Tiếp, tiếp. Mình nhấc chân, mình nhấc chân là 1, 2, 3. Quá dí. Hiếu ơi. Nói chung là mấy cái thử thách này là quá dí với team cô giáo luôn. Em chỉ có 120kg thôi. Xin chào khán giả. Chào mừng đến với team cô giáo chơi khô máu. Team khô ráo đã làm nhạc hiệu cho nhóm từ một chữ trong tên của các thành viên. Di Son có thể đoán một chút về nhạc hiệu của nhóm mình không? Nhạc hiệu à? Dạ đúng rồi. Hiểu rồi. Hiếu chắc là chữ Hiếu rồi. Hiếu Son thì Hiếu Thịnh Lý Son kiểu đó phải không? Ủa? Chơi game... nó cũng gần gần giống giống được cái nốt của anh ấy à? Team mình cũng đã chụp ảnh tập thể. Di Son hãy tạo dáng và team editor của chúng ta sẽ giúp Di Son hoàn thành ảnh nhóm của mình. Team giữ chưa? Alo. Là tim chưa? Bây giờ là quay. Ủa gì vậy? Hồi nãy mọi người đã giấy tay. Trời ơi. Thì anh nghĩ ai là người ngồi ở giữa này ạ? Chắc chắn là Ali rồi, không có ai hết. Anh chắc không? Ôi, dạ. Anh chắc chưa? Hiếu, đội trưởng. Hiếu ở đây đang thiếu khúc dưới. Chắc phải để được như này. Hoa sen rồi đó. Đang thiếu khúc dưới cho tôi. Ghép vào dưới nha. Mọi người không có ngầu, mọi người dễ thương. Không ngầu đúng không? Rồi nhau. Thử thách nghe này nhảy kia, Di Sơn sẽ nghe một đoạn nhạc thể loại bất kỳ và nhảy lại vũ đạo sóng vỗ vỡ bờ. Đó. Ok. Đó. Cho em hỏi là anh đang nghe bản nhạc gì vậy? Cái gì đó? Bấm 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 bấm. Khi tập luyện cùng nhau thì không khí thường như thế nào? Là đi thu âm là mỗi đứa một góc và
Là chỉ có ý là chỉ có order đồ ăn. Thiếu em uống gì không? Em không. Aliu ăn gì không? Ăn gì cũng được, kể đó. Là order đồ ăn cho ăn xong rồi là đi vào thu, thu một đứa kiểu một câu là xong. Cái tim nó hướng nội. Nhạt nghèo xong. Kì. Nó hướng nội ha anh. Đúng vậy. Nhưng Di Song vẫn luôn là người chủ động mời mọi người order đồ ăn đúng không? Thì đúng, ý là mình cũng phải là niềm nở cho mọi người mở đầu câu chuyện cho nó ra, nhưng mà câu chuyện nó không mở. Trước và sau khi làm việc cùng nhau thì Di Song nghĩ sao về tính cách của các anh em? Ali thì đã tiếp xúc rồi, cũng ok, cũng vô được. Thì Hiếu thì chưa tiếp xúc, thì Hiếu thì thấy lúc nào cũng kiểu hướng nội, kiểu ngồi góc mắt. Thì mọi người chỉ làm việc với nhau hiệu quả là được. Anh em chỉ chơi với nhau khi mà làm việc thôi. Rất chuyên môn, tình cảm thì nó hỗ trợ nhau trong công việc. Còn anh Thịnh thì trước giờ cũng đã tiếp xúc với anh Thịnh rồi, thì anh rất là tình cảm và anh em nói chuyện với nhau cũng nhiều. Giờ thì ta chỉ cần cùng nhau mát nắm tay, ôm lấy nhau thật lâu không rời. Mình sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời nằm dưới cát đêm nay. Bao thứ kia trên đời chẳng cần gì khi đã có em rồi. Team mình có vẻ hiền thì làm sao để nói lại các team còn lại? Chúng tôi chỉ hiền bên ngoài thôi, trên sân khấu như trong âm nhạc chúng tôi không hiền. Mọi người chờ xem. Di Song được mọi người yêu mến với tính cách khá nhẹ nhàng, ngọt ngào. Vậy vị mà Di Song yêu thích là vị gì? Vị chua mà ngọt, mặn, chua với cái gì nữa? Đắng. Ngọt thì bị già nhé, mọi người nhớ đừng ăn ngọt nhiều, rất già, không tốt cho sức khỏe. Đó. Hai lên đây cũng đẹp nha. Ăn mặn thì bị tích nước, cũng lên đây không đẹp luôn. Đắng thì không ai mà chọn vị đắng hết, rất kỳ. Cuộc đời chưa đủ đắng cay hay sao? Hồi nãy em nghe em chọn vị đắng. Không, chua. Tôi chọn vị chua mà nhá, không ai chọn đắng cay hết, cho nên là chọn vị chua đi. Làm cho da rẻ nó không có bị bung bung ra ấy. Gọi là cái gì, thiếu chất gì đó, chất chua ấy. Thiếu chất chua. Đây, cho chua vô. Để em bổ sung chất chua cho anh. Anh ăn thử một. Tại ý là nãy giờ là gài hả? Dạ, đúng rồi. Chua rất là ok, nó rất giỏi luôn á. Nhưng mà không biết cái này có bị té không? Không đâu anh ơi, này dễ ăn lắm. Dễ ăn hả? Nếu mà anh chịu được mùi đó là nó rất là dễ. 2, 3. Nó rất ngon nha mọi người, sao vậy? Cảm ơn mọi người đã theo dõi cho sao, mà mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cho team khô ráo Hiếu Thịnh Lý Son. Thì Hiếu Thịnh Lý Son. Ok, và đây chính là nhóm khô ráo với bài hát Love Sand. Hy vọng tất cả mọi người sẽ yêu thích bài hát Love Sand và ủng hộ thật là nhiều, vote thật là nhiều cho đội của chúng mình nhé. Thank you. Làm ơn. Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt anh trai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Anh trai Say Hi, 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.